Các con, mau nghe lời mẹ, mau chạy đi, chia ra ba hướng, chạy đi, nhanh đi. Còn em, liều mạng với thứ khốn kiếp này. Giờ chồng chúng mày muốn chết, thì tao sẽ chịu. Chạy lên, nếu không thì mất mạng ngon ngủ mất. Khoan, sao tự nhiên gia đình ấm cúng, cha mẹ đầy đủ, còn được đi học rapper nữa. Mà sao bây giờ thành trẻ mồ côi thế này? Thôi, rap một bài cho đỡ sợ. Trên trời có đám mây xanh chính giữa mây trắng chung quanh mây vàng. Ước gì ta lấy được nàng đem về làm thịt cho nàng mang thai. Chết tiệt, thôi tầm bậy tầm bạ mà mày cũng làm được à. Mau, tiến lên xé xác nó ăn thịt đi. Gì thế này? Là lũ nhện khổng lồ. Không ai rồi, chạy sạch ra, đừng ăn thịt ta. Ta chưa tắm mấy ngày rồi, thúi lắm. Bất cứ kẻ nào đi ngang qua đây, dù già hay trẻ, thơm hay thúi, bê đê hay lẹo cái, bọn ta đều bắt cho vào bụng hết. Chịu chết đi. Chạy sạch tao ra. Chúng mày ép tao tới mức đường cùng, vậy thì đừng có trách tao. Tao không chỉ rap giỏi mà tao còn đánh nhau siêu phàm. Bởi vì cha tao là Uchachi Titan, mẹ tao là một úp ray Titan Speed Command, và tao chính là Baby Speed Command. Tao sẽ giết anh chúng mày. Hột kìa, thưa quái gì đây? Mày giết anh gia đình của tao, tao sẽ liều mạng chết chung với mày luôn. Đúng là một lũ ngu ngốc, không biết tự lượng sức mình. Được rồi, bây giờ mình đã trở thành trẻ mồ côi. Mình phải cố gắng tự sinh tồn, rồi thực hiện ước mơ của mình trở thành một rapper nổi tiếng. Công cha như chiếc xì bo nghĩ mẹ như chiếc A-80. Một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là xì bo súp bà soi. Mời đẹp. Lũ hồn khố kiếp này, coi chúng mày còn chống cự được nữa hay không? Chết hết đi, số quà ở đây sẽ thuộc về bọn ta. Có chuyện gì vậy? Không, lũ chết tiệt cướp bồng. Đây là quà của các bạn nhỏ, các ngươi không được đụng vào. Chết tiệt. Thì ra lũ quái vật to lớn này đang ăn cướp quà của những con hươu nhỏ bé kia. Khổ kiếp, mặc dù ta không phải là quân tử mà chỉ là một rapper, nhưng ta thấy cảnh bất bình, không thể nào đứng nhìn được. Bà kiếp ngươi, ngươi lại sao dám xen vào chuyện của bọn ta? Câm mồm, phải xuống địa ngục đi lũ khổ kiếp. Ta chính là Baby Speed Command. Gì thế này? Sao nhiều quà quá vậy? Là một cậu bé có cái đầu lo quái gì à? đây là xe chở quà của ông già Noel. Chúng tôi là những con tuần lộc của ông ấy. Không hiểu vì sao chúng tôi chở ông già Noel bay trên trời. Một kẻ đã tấn công lén chúng tôi và bắt đi ông già Noel. Chúng tôi rơi xuống đây bị thương nặng. Thì lũ quái vật đó định ăn thịt chúng tôi để cướp lấy số quà này. Làm ơn giúp đỡ chúng tôi đem số quà này tới cho ông già Noel đi. Thì ra đây là quà Giáng sinh hả? Tôi cũng muốn có quà. Được rồi. Cậu đem số quà này đi tìm ông già Noel, giao cho ông. Chúng tôi sẽ tặng cho cậu một món quà. Đồng ý. Tôi sẽ nhanh chóng thu gom tất cả hộp quà ở đây, đi tìm ông già Noel và giao cho ông ấy. Gì đây? Wow! Speed Command! Đây là món quà mà tuần lộc chúng tôi dành tặng riêng cho cậu. Đó là sự trưởng thành để cậu lớn lên trong nhanh chóng. Được rồi, cậu hãy thực hiện lời hứa với chúng tôi đi. Ok con nhé, tôi hiểu rồi, tôi đi đây. Đêm Noel, ta hãy cùng bên nhau. Đêm Noel, ta chúc Giáng sinh an bình. Ông già Noel ơi, ông ở đâu? Mau ra đây, tôi giao hàng cho ông, rồi sau đó tôi đi thi rapper nữa. Nhìn kìa anh em, có một kẻ mang đầy quà trên người, mau tiến tới đó cướp đó đi. Cái gì đây? Là lũ tay tanh đầu bông cầu. Mẹ kiếp chúng mày không lo làm lo ăn, lo đi ăn cướp à? Chết tiệt thật. Bộ mày chưa nghe câu, còn người nhớ lấy điều này. Một đêm ăn cướp bằng 3 năm làm. Mặt mới gì bọn tao làm cực khổ để làm cái gì? Bọn tao ăn cướp cho nó sướng hơn. Chết tiệt, cái lũ tai tành đầu môn công, các ngươi thật là một lũ khốn nạn mà. Các ngươi không được quyền đụng tới số quà này đâu. Đây là những món quà
mà bọn trẻ em đang trông chờ ông già Noel trao cho bọn chúng. Ta là người vận chuyển, ta nhận nhiệm vụ này. Ta sẽ đưa số quà đến tận tay ông già Noel, không cho bất cứ kẻ nào đụng đến. Khốn kiếp, ta chết tiệt đi. Người ta gan dám giết hết đồng lợi anh em của ta, ta liều mạng với ngươi. Thật án đời các ngươi. Các ngươi tự chuốc họ vào thân. Cũng may số quà này chưa sao. Được rồi, nhanh chóng đi tìm ông già Noel thôi nào. Bao lần tán gái mất công, hôm thì chó đuổi hôm không có nhà. Mấy hôm gặp phải ông già mời vào uống nước toàn là trà thiêu xước bà soi. Khốn kiếp ta, những manh giáp của mình đã bị hư hỏng hết rồi. Tí nữa thì mất mạng, mau tháo nó ra thôi nào. Đằng kia có người kìa. Này, anh bạn có nhìn thấy ông già Noel nào đi ngang qua đây hay không? Hả? Kẻ nào đó? Ngươi tìm ông già Noel để làm gì? Ta chính là ông già Noel ban phát quà cho trẻ em đây. Nhìn ngươi to đầu thế kia, ngươi muốn quà không có đâu. Chết tiệt thật, ngươi không phải là ông già Noel. Lũ tầng lộc đó đã nói với ta, ông già Noel có hình dạng của một con người, còn ngươi là một tay tình cameraman. Ngươi giả mạo ông già Noel để làm gì? Thì chính ông già Noel đã nhờ vả ta kêu ta kế thừa ông già Noel đời tiếp theo, đem quà để phát cho lũ trẻ con người. Còn ngươi là ai? Sao ngươi mang quát nhiều quà Noel trên người thế kia? Ta là người vận chuyển quà đến cho ông già Noel. Còn thứ xấu xa như ngươi chắc chắn đã giết chết ông già Noel, đã cướp lấy trang phục của ông ấy. Hôm nay ta sẽ thay thế cho công lý, lấy lại tất cả quà trên người của ngươi, giết hạ ngươi. Cái gì? Ta khốn kiếp này. Ta nói thật với ngươi, vậy mà ngươi không tin ta. Ta đang bị thương nặng bởi một cuộc chiến kinh hoàng vừa nãy, đã khiến cho những bộ phận áo giáp, cơ thể super titan của ta bị hư hỏng, rơi rải khắp mọi nơi như thế này. Đột nhiên, ngươi ở đâu xuất hiện? Không lẽ ngươi thừa nước đục thả câu, định cướp lấy những món quà Noel từ người của ta? Không dễ dàng như vậy đâu. Cầm mồm đi tên khốn, ngươi đừng trả vờ mà bay cho nữa. Ta sẽ cướp lại tất cả các quà mà ngươi đã lấy của ông già Noel. Yeah, chiến thắng rồi. Địa ngục trần gian anh không thể ở, từ chối Sa Tăng làm nó mất cỡ, không theo kẻ xấu lũ hay không tha thứ, hộ tống anh đi vì anh là vết nhơ. Khoan, bài rap này là bài rap ruột của anh hai ta mà. Sao ngươi biết chứ? Cái gì chứ? Ngươi có anh hai à? Đúng rồi, không lẽ ngươi chính là anh không lẽ là Speakerman Baby? Là em đây, Cameraman Baby đây. Em đã trải qua nhiều chuyện mới biến thành cơ thể của tay thành camera Rickman thế này. Thật không ngờ anh cũng vậy. Chết tiệt, là em đó hay sao? Em có sao không? Anh xin lỗi. Em không sao, nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏi. Nhưng mà chúng ta phải cấp tốc rời khỏi đây. Kẻ thù của em hành chi lùng em khắp nơi. Thì ra người ở đây Super Titan Cameraman. Cơ thể người bị sao thế kia? Sao lại vỡ tan tành vậy? Bây giờ người lại biến thành một Titan trang trí Giáng sinh đầy người thế kia à? Hả? Lại còn xuất hiện thêm một Titan Speaker Giáng sinh nữa à? Kẻ nào xuất hiện nữa kia? Là một Titan TV Man à? Không lẽ đó là Baby TV Man, anh em của chúng ta? Không phải đâu anh hai, không phải đâu. Hắn là một tên ác quỷ Upgrade TV Man đến từ một chiều không gian khác. Hắn truyền sát em, giết em, nhưng em thoát được. Cơ thể em đã bị vỡ vụn ở đây nè. Mau lên, anh hãy chạy đi, bỏ mặc em. Em nói cái gì vậy chứ? Không được, anh không bỏ chạy đâu. Anh sẽ liều mạng với hắn. Không. Đúng rồi, anh hai. Vậy thì anh hãy nhặt những mảnh cơ thể Super Titan của em gắn lên người đi. Nó sẽ giúp anh đạt được trạng thái mạnh hơn. Lúc đó anh có thể chống lại hắn. Anh biết rồi. Cái gì? Lúc nãy ta vừa đánh bại một kẻ Super Titan Cameraman, bây giờ lại xuất hiện thêm một Super Titan Speedcomman à? Đã vậy các ngươi còn là anh em. Được, ta cũng muốn thử sức với ngươi coi như thế nào. Vậy thì ngươi hãy nhanh chóng đến đây đi, ta cảm thấy tràn trề năng lượng lắm rồi nè. Ngươi không cần phải hối ta đâu.
ta sẽ cho ngươi tàn sát, sau đó giết chết hai anh em ngươi, để các ngươi không còn phải biến hình lắp ghép gì phức tạp nữa. Đúng rồi, ta thấy các ngươi đang vận chuyển những thứ quà gì đó ta thấy thật xinh đẹp, nó sẽ thuộc tất cả về ta. Câm mồm đi, thứ xấu xa, chết tiệt. Ngươi dám làm em ta bị thương, cơ thể nó bị tổn hại. Vậy được, hôm nay ta sẽ thay thế nó, trừng phạt và trả đũa lại ngươi. Thứ khốn kiếp như ngươi, đừng hòng đụng tới những món quà xinh đẹp này mà bọn ta đem tới cho ông già Noel, để ông ấy tặng cho bọn trẻ con. Ồ, thế à? Mày càng nói như thế, tao càng muốn cướp số quà đó. Ồ, đưa đây cho tao, để tao coi thứ gì ở trong đó. Có thể nó làm tao vui, tao sẽ tha mạng cho hai anh em mày. Thứ chết tiệt, ngươi đừng có mơ đụng vào một hộp quà nào. Chết đi. Wow.